sao cái này sao mình lấy thì bạn sơ hả? Ở cái mình đây lại lo trên ta đủ càng chờ đây đồng cơ phù cũng phải đưa lên cho chị Thúy này chứ. Đúng rồi, mang hết cái đấy ra này, nhưng mà cái đó có một bộ cái đó mình có một bộ bộ một bộ đó bộ bốn bộ cái này nó tới gì mà mẹ coi thôi em nghĩ cái này nó ta chi ta thôi đó bảo à không thể để anh bảo em bày bảo không phải thuế đâu thì ta lên ngay để anh không thể anh bảo cái chuyện này không xuống quý cái sổ anh cái làm gì cái để xem người chúng ta con nào mày đâu con nào được đưa ra cái để mày làm nha. À cái ái này đưa tú ký gì mà cái đưa anh đốt này thôi đấy mạnh đấy sao hay nhỉ cái gọi lên vận đẩy mà lại không gọi được nhưng mà có hay mèo kia mèo cao đi cái tại bỏ hai cái sao hay gì đấy của bên được như này mà không giống như chỉ biết chối đưa chị thấy mỗi ba bộ thôi còn mình giữ lại từ những cái bộ cái đừng có đưa phát triển dục à không có gì một sơ lưu á không có sơ lưu to được cái gái người cái khối lượng của đâu cái đây nó nhiều lắm
Múc chưa? Múc. Múc. Anh em coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba xuống đi chiều mà 8:30 9 giờ mới là quyết xuống đó đi xe cộ thì đâu có làm gì đâu chiều đó hối ổng thăm xuôi ổng cứ kêu nó sẽ mang tài xế cho mang ra vào kêu ông ký biên bản tiến nó kêu ông kêu ông ký lại còn cầm tiến kêu ký tiến qua người qua nhìn ký ông có ký rồi chứ cháu ông em ký ông ký rồi đấy chịu ký em mà có vậy anh mà ký nó để bảo cho em đi cái chỗ đá với tàu hòa anh phải làm biên bản ra mà bản cho ký đâu không đi thằng nó làm ký mình giữ thôi nói vậy ông ký tay hôm qua chắc bằng tiếng nó mới thích ổng là ông chịu rồi bây giờ đó làm hết trước sao hết ký được 100 mét đường đá đập đá không khui rồi nuôi về chặt không thì có ý đi xác là muốn nó chèn từ tiếp tục làm tiếp còn cái năng làm thì cái đá nó ăn mấy thí nghiệm rồi chứ không chừng có ai đâu cũng vậy là thằng tiến với xuống chứ có thằng phương thì nó biết gì nó bỏ lấy xe nó làm cái biển báo công trình là một nè rồi em kêu làm biển báo đó bao dặn hết rồi không làm biển báo là không có ra được đâu tai nạn xe đường nhỏ xe cổ đá tai nạn có nhiều lắm có nhiều nữa có nhiều hai đầu có nhiều hai đầu nè chỉ người ta biết mở cái này xem em cái ủa sao mấy cái này chưa ký? Ai gì á? Tôi đang này. Vậy nó làm nhé, vậy làm không? Nó có mẫu trước nó làm có một có hai cái gì, nó làm không phải.
Đâu anh chạy? Chạy. Chạy cái phái của đặc kia như tú bu giám mập, còn phái của bu giám mập chứ mấy phái ảnh giả đái chưa phê hai con hai bộ này hả hai bộ này đầy đủ luôn nhé cặp bữa đó đâu ta bữa thân nào nhỉ? À đi cũng có, đi cũng có đúng rồi, đi cũng có mà nó lái luôn đúng không? Có mấy cái phái của buôn nhân đâu ấy? Phái hạt giả đó. Người ở trong Huế hả? Buôn nhân mập mà người Huế nào? Chứ làm sao anh gửi cho em được nhỉ? Có chắc cũ không? Đã làm gì? Đã làm gì rồi chứ ạ? Hả? Con Nguyễn chứ làm gì được? Không, không, không. Để tôi mở ra mới thấy nó con Nguyễn là ông nhiều hơn đấy nhé. rồi xin chào tất cả anh em chị Hương nhé. Mấy cái này bắt quá bắt nói chủ tư nó giữ thôi chứ có gì đâu mà. Nó mấy hồ sơ này nè. Ủa
cái ống phóng tận cùng với đấu giá. Rồi rồi. Có kiểm tra lại trên đó để tuần sau đi phục khảo lại nha nhé. Ủa mày già rồi mày đi phục khảo lại không được thì chết. Không biết là tao dành trước đi nữa. Đâu phải đó, phải được. Phải không? Thank you.